Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Ark Survival Evolved. À, tập trước là mình đã bắt được con rồng này giống y con rồng thiên á. Nhìn nó rất là đẹp luôn ha. À, tập trước được bắt là con này, mà những con này nó khá là sida vì cái mình quýnh nó đó, mình quýnh nó là nó không có hiện ra cái attack của nó. Con này hình như là nó được là lấy từ con heo. Các bạn thấy cái mặt con heo không? Nè, nó để cái mặt con heo nè đó, nên là mình nghĩ là ông này ổng mượn nhân vật con đó rồi ổng sửa skin lại á, là nó ra được con này nè. Mà công nhận sửa đẹp ghê, nếu đã sửa vậy thì nên xóa cái mặt con heo đi, nhìn sẽ là đẹp hơn ha. Như mấy người khác á, làm con Indominus Rex nè, thường thì không để cái mặt ở đâu đó, làm cái mặt trắng các bạn thấy không, đâu có để cái hình nó lên đâu, ví dụ là như đâu biết lấy con nào đâu. Như mấy con này là mình thấy là không có cái mặt đâu đó, mấy con này là xóa mặt hết rồi. À, xóa hình cái hình avatar xóa hết, không bao giờ để cái hình đó. Thấy chưa, mấy con này không bao giờ có nào hiện luôn á. Con này chắc hiện nè, đấy con này là bản gốc nên nó hiện chưa, mấy con này là không con nào hiện hết. Con này nó hiện con gì trời, à con này còn không hiện nữa mà. Ôi mày ghê quá mày. Ôi con này hiện đúng nè, mấy con gốc gốc rồi nó hiện đúng hết. Con này nó giấu luôn rồi, không hiện luôn, là mình không biết lấy từ cái phiên bản nào hết, không biết là lấy từ con nào hết á. Thấy chưa, mấy con đúng nó mới hiện thôi, còn mấy con mà tào lao nó không có hiện, con mà mod nó không có hiện. Như cái ông đó ông làm ra cái con rồng đó, ông làm từ con heo, nên là tất cả mọi người đều biết con này là cái từ một con heo nọc xia. Ờ đúng rồi, đúng gọi là heo nọc xia đúng ha. Cái thấy cái nanh của nó kìa, dài thòn lon luôn, ơi những heo gừng đó. Ok, hôm nay thì mình sẽ cho con này vô với con kia, con đực này cho hai tụi nó sinh sinh em bé. À, vô hình như là hủy diệt hết rồi, còn có cặp cuối cùng. Đó, giờ đây tao đóng cửa lại. Ủa nhìn đã quá à. Ủa nhìn hai cái này đẹp ghê luôn á. Từ từ tao đóng cổng lại đã, muốn làm gì tao đóng cổng trước rồi bạn hãy làm. Đó, cổng phải kín như vậy nè, mình vừa vô được nhưng bọn nó ra không được. Ồ các bạn nhìn kìa, ồ nó nhìn mình kìa, tinh tảo mày, tinh tảo mày. Rồi để mình chỉnh cho nó đứng yên bà chứ. Lấy anh đi. Đứng chưa? Tháng nào đi ít trời. Rồi, ok đứng rồi đó. Ôi, vậy mà còn gán cho mình không đấm tới cái miệng của nó. Con này cao quá. À, mình sẽ cho nó sinh em bé. Không biết con baby con này sẽ như thế nào. Con này đẹp ha. Con này công nhận cái độ phản đam của nó kinh thiệt. Ồ, có trái tim rồi kìa. Nhìn nó mày, trời ơi cái miệng. Hơi gân nanh của nó kìa, nó xé nát con nào nó cắn luôn á. Tính ra con này đẹp quá ha. Con này đúng đẹp luôn á, trong từ cái phim cái tựa phim Jurassic 2015 hay sao, 2016 hay 17 2015 mà ta. Khi tựa 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 phim nó ra có con này là trong game Ark nó mod được con này vô luôn rồi. Ghê thiệt chứ mấy ông làm bên thiết kế đồ họa nhìn đỉnh quá ha. Làm đâu có khác gì con kia đâu. Mình thấy là y chang con trong phim luôn á chứ. Có khả năng tàng hình, đó gọi là khả năng ngụy trang của nó. Tại vì nó có gen của con ếch. Gen ếch. Ếch phong ta. Và cái gen của bạch tuộc. Khả năng thích nghi mọi nhiệt độ. Ôi, kinh không? Hỏi cái móng tay của nó cơ. Lâu lắm rồi mới bắt lại con này, mà nhìn con này đã thiệt chứ.
nhìn đúng bá luôn á. Cái tay con này hoạt động chuẩn hơn là con T-Rex luôn. T-Rex như đâu có hoạt động tay đâu, toàn hoạt động mồm mà. Con này nó sử dụng tay nữa mà. Nên cái tay của nó bự, móng vuốt cơ. Móc một móc là chết luôn á. Ở con này 76% thôi nè. Ôi, bự cho bá lửa luôn. Ồ, nó nhìn mình kìa. Con này hình như nó tức lên, nó vẫn nó vàng con mắt luôn á. Và mình không biết sao cho nó tức. Thôi mà đánh thì nó nghỉ đẻ luôn á. Ủa sao incubating ra kìa. Hey, ôi, nó lạnh cái trứng này quá, nó muốn nổ luôn cơ. Rồi, mà ở đâu mình còn lò ấp trứng ta? Hình như là ở tận bên nhà, bên gần cái thác nước mình có cái lò ấp trứng hay sao á. Mình dẫn nó về coi. Ở đây, hình như ở đây có mấy cái bếp lửa mình xây ra một lần rồi. Mình nhớ nhớ nôm na là gì vậy, ngay gần cái hồ nước. Trời ơi, có mấy ổ à. Sao đủ. Ôi, này bự. Nướng nó đi. Quá lạnh mọi người ơi, quá lạnh. Nó đang chảy máu xuống kìa. À, mình sẽ xây thêm bếp. Ơi, thiếu toàn bộ luôn. Flintstone, thatch, wood. Cái này nhiều quá. Ơi, quá trời luôn rồi. Flint hả? Rồi. Đủ rồi đó. Nghĩ đủ rồi. Ấy. Ấy. Trời, đấm cái bể luôn vậy. Vãi thiệt. Rồi, bỏ gỗ vô. Rồi. Đục trứng ra, lửa cháy nhìn đẹp ghê. Ôi, vẫn còn quá lạnh kìa. Rồi, kích vậy? Kích gì vậy? Nhi có đủ không? Con này chắc ấp 14 trứng bằng trứng rồng quá. Rồi, ấp được rồi, ấp được rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đủ nhiệt độ rồi. 15 phút.
luôn kìa. Trời ơi, không thể tin được, 15 phút luôn. Kinh dở. Ơi, slow mo mát luôn rồi đó. 15 phút. What? Kinh dị luôn á trời. Chứ con này ấp lâu dữ thì sao? Hồi xưa mình nhớ chưa có mình chơi bên map bình thường mà không chỉnh gì hết á, là ấp trứng rồng thường thì nó tầm mấy phút ta, ở lộn tầm như ta mấy ngày luôn á, chỉnh muốn điên luôn á. Mỗi lần quay video là mình chỉnh à. Ê, mà điều đặc biệt cái trứng này nó bị nứt các bạn ơi. Để nó còn lại 5-6 giây mình sẽ ngắm quả trứng này. Hai phút rồi. Rồi. Ui, cái trứng con này làm điều đặc biệt kìa, trời nó bự bật bên luôn nè. Cái trứng con này bị nứt các bạn ơi. Ghê ha. Nè, có vết nứt nè. Vết nứt máu luôn mới ghê chứ. Nè. Ghê thiệt, trứng của con đó đúng là tởm thiệt. Rồi, 8 giây. Bình thường ấp đuối luôn. Red Indo Indominus Red. Rồi mới sinh ra là gặp một cái hả? Đừng đi bậy mày. Đừng đi bậy, đứng đây tao tắt lửa đó. Đợi chút. Rồi cái bếp này cháy. À mới chưa bỏ lửa mà. Ê hey, tao cô. Đi qua gặp bố mẹ nè. Đường này, đường này. Đây, 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 đây. Qua đây. Con ngu này mày đi đường thẳng, mày không đi mày cắm đầu với nó làm cái gì? Thịt mày luôn bây giờ. Ăn này không? À, nó sẽ ăn thịt đùi. Đó, tự tạo ra thịt này luôn nè. Ghê thiệt chứ. Đây. Đi theo tao mày con ngu này. Hướng này. Lẹ lết. Các bạn nhìn nó kìa. Mới sinh ra nó đi ầm 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 rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nó to bằng con rồi, nó to bằng mình luôn chứ ít gì nó bằng con rắp to luôn á, tính ra nó to bằng con rắp to luôn chết hả. Quá đã, mắt đỏ rồi kìa. Ờ, con này mà cưỡi được luôn thì đã biết quấy. Rắp to thu nhỏ đây gọi là Indominus Red thu nhỏ. Tới đây, nó cho mày đi xuyên không gian. Rồi, 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 đó. À. Đi. Chói mắt ảnh luôn kìa. Đã không? Chạy qua đây thăm bố mẹ nè. Nó bơi dưới nước nhanh lắm nè. Rồi lâu gì vậy? Bơi nhìn nó ngước ngước cái đầu lên kìa. Đi như cá sấu vậy. Đó, bố mẹ mày bị tao nhốt trong chuồng á. Hey, hai kia. Ở đó không thấy mày luôn kìa. Ở thấy bố mẹ chưa? Chứ hồ nó đi từ 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 lại nó chứ, ghê chứ. Giờ mình mà ngưng tốt là nó sẽ đi, nó đi nhầm nhầm cho coi. Có nên cho đi nhầm nhầm ta hay nó giết bị giết cái thôi.
nó đi trong nhầm vậy là nó bị giết á. Đó, cho mày đứng trước mặt bố mẹ mày á, rất là đẹp luôn. Ơi nó tính ra nó nhỏ bằng con này chứ mấy, con này bự hơn hay là con đó nhỏ hơn? Con này bự hơn chút. Phiên bản thu nhỏ xuống coi. Rồi một con Ngồng Thiên, một con Indominus Rex, hai con này đẹp quá ha. Con này để mình đi quýnh lộn thử coi, biết mình quýnh lộn con này được không đây. Con này mình thấy nó quýnh cái skill của nó hình như bị lỗi 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 sao á, nó không có hiện ra cái chiêu đánh. Nếu hiện cái chiêu đánh thì ngon biết mấy. Pẹt 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 không nhảy được luôn. Rồi có con này nè, quất rồi. Ôi nó quýnh cái mất sát con kia luôn rồi. Nghe trời. Để đi qua bên kia. Gọc bay dưới nước mà đi cà rề cà rề cà rề. Đó. Nó chạy trên mặt nước á, chứ không phải là nó đi dưới nước đâu. Con này là chạy trên mặt nước mà, vì nó là rồng mà các bạn. Nó đi xíu mà stamina nó có tuột rồi kìa. Chắc tôi nghĩ mày thả tao dưới hồ quá. Gồng chạy trên nước nhưng mà chậm rì. Trời thấy kìa, nhảy kìa, đẹp quá ha. Làm con này công nhận đẹp kìa. Ơi, tới nơi rồi. Trời nó nghỉ mệt đó. Nó hết stamina rồi. Ơi, coi kìa. Rồi, stamina của nó kìa. Con này mình thấy công nhận đẹp ghê, làm nguyên cái bộ giáp đồ nhìn quá đẹp luôn, tuyệt vời, đẹp thiệt chứ. Con mắt con này không có đồng trắng, không có đồng đen rồi ta, có một cái đồng vàng à. Mang giáp đầy người luôn, nhìn quá chất. Ui rồi nó có cái đầu rồng ở trên cái vai đó nè, chưa. Rồi đi quýnh lộn coi coi mày có lên trò không. Con kênh nó không cắn rồi. Bên đây thì rắn thích rất là nhiều chưa. Mấy con Indominus Rex đi một cái là mấy con này qua chiếm lĩnh quá trời luôn, nó định chiếm cái vùng này nè. Ui một đứa sao nó quýt ta, chạy ở hết stamina. Kia nó quýt ngoài đi hoài khó chịu ghê không. Không cắn được nó luôn. Ê ê chết rồi chết rồi chết rồi, sắp ngủ rồi. Lại tao đập mày chết, tao đập mày bằng cán súng nè. Ở con rồng này phế vật thiệt chứ, nó chạy đi luôn rồi các bạn. Con này ốc ốc thật. Ờ mày đẹp thì mày đẹp thiệt chứ sao mày ốc chứ mày. Ờ nó đẹp vậy mà nó vô dụng kinh hồn luôn á. Quýnh có một con kia muốn xỉu tới nơi luôn rồi nè. Trời ơi. Nó quýnh nó con kia mà kìa kìa. Thua của nó, Tobority của nó lên. Nó sắp ngủm rồi đó. Con này đẹp mà phế quá. Con này chắc nuôi về chân thôi chứ chẳng quýnh đấm gì được hết.
quýnh cái con này, quýnh mấy con Dragon Thunry mà còn trật lên trật xuống. Chứ hôm qua mà có Indominus Dread là nó cắn con này cái là con này đi luôn. Giờ mình chưa dám quýnh nữa. Turbo của nó bị giảm á kìa. Gồng với Ed. Tao nắm cái râu mày tao kéo bây giờ. Gồng là giống trong phim Latia quá ha. Được cái đẹp à. Đúng mày được cái vẻ bề ngoài. Chuẩn bị xỉu rồi đó. Có cái thuốc gì nhanh hết xỉu không ta? Đâu có trái vàng. Trái này nè. Ăn được. Rồi thôi vậy mà dám quýnh gì nữa. Quýnh với anh Kilo đi. Quýnh cái con kia. Nó bắn phi tiêu dễ xỉu quá. Con này nó quýnh một chiêu lâu ghê luôn á. Mình không biết khi nào quýnh của nó nữa. Thôi mày chạy luôn là vừa. Phê quá. Ui nó bắn phi tiêu kìa. Ôi thôi bỏ đi. Con này dở quá các bạn ơi. Nó đẹp ghê luôn á. Mà nó không quýnh được gì hết. Chán ghê luôn á. Được cái mã bề ngoài thôi chứ ơi. Chẳng thế nào mà có thể quýnh được con này. Phế thiệt chứ. Đó. Đi một xíu này mệt thở. Đã phế rồi còn mệt nữa chứ. Ê xuống 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 xuống. Mày đúng với ẹt luôn. Có bích cấp không? Ôi tao bích cấp tao bơi về. Thiệt sự mình cho nó bơi về còn hay sướng hơn. Mình bích cấp lên vai mình dẫn nó về cha đi cưỡi nó hay mệt quá. Gồng gì đâu mà gió ẹt. Được cái đẹp thôi chứ quýnh lộn chẳng có quýnh ra trò vậy. Quýnh mấy con cụ bắp thôi mà nó quýnh không nổi. Ờ mấy cây cỏ đây nhìn đẹp kìa ta. Ơi, con Medusa hôm qua vẫn còn kìa. Hôm trước mình kêu mình làm con baby Medusa mà không biết con Medusa của mình nó mất tiêu rồi ta. Female nè mà con Medusa của mình đâu rồi ha. Mình nhớ trước mình có con Medusa mà sao giờ con Medusa của mình nó mất tiêu rồi ta. Mình như chết rồi sao á. Medusa của mình hôm trước mình bắt mình để bên đây nè. Mà sao Medusa đâu mất tiêu rồi ta. Giống nó vợ chết rồi quá. Medusa đâu ta. Thôi cho con gồng cụ bắp này qua chơi với con Indominus Dread đi. Mày qua mày chơi với nó đi. Đẹp thì đẹp thời cái yếu đuối quá. Yếu đuối nhưng yếu đuối không có làm gì được lên trò hết. Chỉ kiểu như cưỡi con này là cưỡi vật cưỡi đó. Chạy cũng không lại người ta. Đó, cho xuống đi. Thôi mới nó red. Red con nhìn thấy nó còn ngầu á. Không làm gì được hết. Chỉ được cái đẹp và không có tác dụng gì cả. Thôi không bắt con này đâu. Ê để mình bay thử qua vùng bên kia mình coi rầm nó còn. Cái rập nó spawn lại ở bên cái khu vực núi đá ở khúc này dưới này không. Lần trước là mình bay mình thấy phát hiện có nguyên một team rầm ở dưới đó luôn. Mà sao mấy cái dãy núi lửa kia mình không thấy rầm nữa. Rồi lại mấy con rắp to này ra nữa ta. Rồi chết hết. Rồi nó chạy kìa. Rồi nó chạy tốc độ bàn thờ quá. À, bữa thấy khu nào ta? Ủa cá mập. Ở dưới khu này ngay cái vách núi đúng không? Nơi rồng sinh sống. Để mình qua mình check in lại coi nó còn ở bên đó không hay là nó mất luôn rồi. Hôm bữa tự mình thấy ở đó rất là nhiều luôn á. Bây giờ núi lửa cũng không có và giờ không biết ở đây còn có không. Mình mất hết rồng mà không còn con nào cả. Tiệt sự chụp. Ở đây là khu vực đồi cỏ xanh là rất nhiều luôn á. Bên đây hệ sinh thái cũng đông phết đó chứ. Hình như bữa nhớ không làm là khu bên đây sao.
đây hệ sinh thái tầng thú dữ không ạ? Bữa mình thấy khu này phải không ta? Ui quá trời luôn, Pokemon tè le hết mấy ông ơi. Cào cào bướm bướm tùm lum hết. Ông nè. Ôi ôi quá trời trời luôn. Rồng cũng có nè, con rồng này nhiều ghê ta. Ở chỗ nào có rồng kia là cũng có đó. Ui ui có con này nữa kìa. What the hell, sao mà tùm lum lòi hết vậy? Ôi khu vực này nhóc Pokemon hết luôn á. Ui cả con chim điện hiện thoại nè. Kìa các bạn thấy không? Ủa con chim điện hiện thoại đó kìa. Con này ở tập gì ta? Con này con một trong những loài huyền thoại phải không ta? Bởi sao mà Pokemon nhóc nhóc trời đất hết vậy trời? Ủa nhóc luôn ơi. Khu vực này theo mình để ý nha, là mấy chỗ con rồng lần trước á, mấy con rồng lần trước đi đâu mất tiêu hết rồi. Giờ nó hiện ra mấy con này quá trời luôn. Hệ sinh thái thay đổi vậy hả? Rồng đột biến hả mấy con này hết hả trời? Khó hiểu nhỉ. Quá trời luôn nè. Con này mình định bắt rồi mà nhân tập này mình không bắt, chưa làm con này. Đó các bạn thấy không? Đẹp quá trời luôn trời. Cái chỗ này giờ nó ra tùm lum lòi hết luôn rồi. Ủa kỹ ta. Vậy là con rồng kia nó thay thế cho rồng này hả trời? Mình nghi quá à. Ôi có hồng xanh đó kìa. Con rồng này vừa rôm phải không ta? À rồng này trong bờ rôm rồi. Con này chắc bắn thuốc mê đã xỉu liền à. Chí mình kìa. Trời bắn một cái xỉu luôn rồi. Rồi bắn cái xỉu luôn. Cá sấu. Cắn đi để xíu nó đập mình á. Ở cái khu bên đây nhìn đẹp ghê. Các bạn nhìn nè. Ở cái khu bên đây nhìn đẹp ghê luôn á. Đẹp vãi lều luôn á. Nhìn kìa. Ôi ôi đá cao đồ nhìn hả. Quạch tới chèn quá. Chẳng lẽ lại xe căn cứ thêm ở đây. Con này thì mình biết nó ăn cái gì rồi. Chắc chắn nó ăn cái cục thịt kia thôi. Đây. Một két một. Ôi ôi. Ôi con này phải làm cái yên nữa hả? Cái yên con này ơi cực vậy. Thôi tao bích cấp mày về đi. Yên của mày từ từ ấy. Bắt luôn. Yeah. Đi chụp đầu bà rồng này. Kệ đi, con nào hút được đó. Sao mấy khu vực chỉ là Pokemon nó sống tràn lan hết vậy trời. Pokemon nó sống cho mấy con rồng hồi trước á. Mình nghĩ vậy á. Ủa cá mập gì vậy?
Thôi nhìn nó bơi nhìn ghê quá vậy. Rồi nó quất con kia rồi, nó quất con kia rồi. Rồi con này cũng mò tới nè. Con bài chim khôn quá bay rồi. Ừ, nó lặn xuống lại. À, hay thiệt chứ. Ở sao đâu rắp to quá trời vậy. Ủa, nó chạy kìa. Thôi thôi tao thua rồi đó. Tốc độ của tụi mày dường như là phá bỏ định luật vật lý à. Ở tốc độ đó mình chịu thua. Quỳ. Ủa. Chết 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 chết. Nhà mình đâu à? Đi thắt cái không biết luôn á. Bên khu nhà mình cũng khó nhìn lắm. Đây rồi. Có dấu hiệu nhận biết á. Biết là rì biết giới. Chơi về nhà chứ không hay. Rồi thêm một em nữa. Tập trung. Trời ơi mày đậu xuống đi mày. Đúng rồi, đậu xuống. Rồi. Trời ơi, gục đá hết. Bay ra khu có thức ăn luôn. Chứ con này lanh thiệt. Ôi con này có cánh nhìn đẹp quá. Brom Dragon, con này mình chưa bắt luôn á. Con này chắc có khả năng biến thành 7-8 màu á. Ôi làm sao mình làm màu cho nó đi. À, bây giờ mình sẽ đi bắt con mới nữa. Cảm giác đừ quá. Ôi con chim của mình đâu à. Con này hả. À, mình sẽ sử dụng con này đi ha. Thì thôi. Cái gì trời. À, đi qua bên đây. Let's go. Mình bắt con rồng gọi là rồng super đẹp luôn. Một con rồng mới. Phải gọi là super đẹp luôn á. Đẹp giống như con hôm qua mình nói với các bạn. Rồi giờ bay qua mấy cái vùng này là tùm lum con xuất hiện á. Để mình bay vòng vòng mà mình thấy không. Vài bữa bắt luôn một thể. Chưa thấy. Khu này chưa có cái gì đặc biệt nên Pokemon nó chưa xuất hiện sao á. Red nè. Tiết rơi rồi, qua đây tiết rơi rồi. Khu đây không có sao á. Nó đa phần xuất hiện giữa mấy chỗ hang núi lửa đồ. Mấy con rồng sinh sống nó hay xuất hiện chỗ đó. Rồi, mình tới rồi. Con này còn mới luôn á. Cực kỳ đẹp và hiền nha, con này nó hiền. Đó, con đẹp kinh luôn. Các bạn nhìn kìa. Trời đẹp ác hồn luôn á. Nhìn con rồng bóng tối, nhìn đẹp ghê luôn á. Tuy nó rất là nhỏ nhưng mà nó đẹp nha, mình thấy kết cấu của nó làm rất là đỉnh luôn nha. Thôi từ từ bắn cái cho dễ coi. Nhiều em kêu anh chỉnh mã Wader Clear đi. Không có được. Cái mã đó chỉ có tác dụng bên Minecraft thôi. Còn bên đây thì không có được đâu. Tin mình gõ cho coi nè. Nó đâu có được đâu. Trong Minecraft thôi. Chứ trong đây là thời tiết nó tính kiểu gì. Thấy chưa, quá trời đông luôn. Rồi, có mấy con này nhìn đẹp. Thì thôi rồi luôn á. Ôi, nhìn nó xỉu cũng đẹp nữa không? Ôi, đã hả?
Ngon ngon ngon. Ê quên quên quên, cho nó ăn thịt chứ. Rồi con này thì nó cái yên của nó cũng là nó luôn à, nên mình không cần làm, không cần làm yên, để mình for tem thẳng luôn và mình dry nó cho mày coi. Nó bay một hồi cái nó lượn ta. Ôi đẹp dã man rợ luôn các ông ơi. Ui con này đẹp quá. Để mình về nhà mình đi. Ở đây khó nhìn quá. Ở đây thời tiết đang bị mưa khó nhìn quá. Để mình bích cấp lên vài mình đi về đó. Con này đúng đỉnh luôn á. À, chỗ này thời tiết xấu quá. Để mình qua sa mạc cái mình tắt cái thời mình để qua chỉnh cái thời tiết đẹp đẹp mình coi chứ. Cái thời tiết mấy bên đây là tàn mưa với bão với sương mù vậy đặc, không có làm gì được hết. Rồi, lại cái con này nữa. Trời ơi, sao ngày nay gọng không nhớ. Đây, Orb Dragon hả? Ngày của rồng. Đâu thấy rồng hết. Con này nó bay suốt mấy chục tập rồi đó. Cắm đầu vào đá. Lộn, cắm đầu vào tường chứ. Về nhà thôi. Rồi, đào đây đi. Mày ở bên đây đi, tao đi về một mình đây. Mình đi khắp bản đồ. Khắp bản đồ, đâu cũng là nhà của mình hết. Rồi, bên đây cũng mưa chưa dứt luôn. Ra đi. Wow, các bạn nhìn nè. Để mình chỉnh slow-mo cho nó hết mưa đó. Trời ơi, thời tiết phía đẹp đi vậy. Ôi. Mỗi lần cất cánh một cái là đứt cát bay tùm lum. Ôi, kinh vậy, kinh gì, kinh gì, kinh gì. Thêm một con rồng làm cảnh đó. Trời ơi, trên bầu trời mấy con chim kia nó chiếm lĩnh dữ rồi trời. Đó. Đẹp ghê thấy không? Tuy nó rất là nhỏ nha, nhưng mà nó rất đẹp luôn á. Mình cảm giác đẹp mê luôn á. Ôi các bạn nhìn cơ. Ôi con mắt của nó cơ. Làm đẹp quá. Ôi cái này không biết ở trong cái phim hoạt hình gì hay là cái tác phẩm chuyện gì để tạo ra được con này đẹp ghê. Cái ông này là boss cũng đẹp ghê chứ. Hai con mà con nào con nấy cũng chất như cái quả ngất. Mà nhưng có điều hơi bựa ở cái là không có khả năng sinh sản. Á lộn, không có khả năng quýnh nhau. Với khả năng sinh sản thì mình chưa biết. Thôi trả cục này cho tao. Nó đẹp kìa không? Mọi người nhìn đẹp kìa không? Quá đẹp luôn á ha. Con này nhìn đúng chất gặp bóng đêm luôn, gặp bóng tối luôn á. Ôi mình cưỡi nó cũng cũng thật nữa, ngon cái yên nè đó. Biết nó cắn được mấy con này không? Mấy con chim này đâu quá, chóc bay trên trời tút thôi, cao quá. Con này thì nó không có thể hiện gấp được như cái kia. Ủa sao nó chạy ra? Sau này nó chạy ra. Mình cứ quýnh nó đâu mà nó chạy ra. Kiến cắn này chứ. À có. Cho mình tắt cái kia nên thành ra mình quýnh nó được. Quýnh lúc nào trời. Mình đang bị dính cái hiệu ứng gì ta. Con này, mấy con này chỉ được đẹp các bạn ơi.
Đó. Đẹp và ngầu ha. Phẹt phẹt phẹt. Rồi. Con này tăng đam lên ghê quá. Để bữa sau mình đi hủy diệt coi, sử dụng con rồng này không biết có tác dụng không. Con này nó không cho mình tăng cái movement speed. Nó giống như là ở trong một cái bản gốc của con Betanado ở bản server thì nó không có cho mình tăng tốc độ speed cho con thú đâu. Được coi. Và bây giờ mình sẽ dừng video lại ở đây với một con rồng gọi là Laurenki hả? Hơi bị khó hiểu tí con này nhưng mà nó khá là đẹp. Đẹp và thôi, mình chỉ quan trọng đẹp thôi chứ quan trọng mình sử dụng nó nhiều được gì đâu, chỉ đẹp được rồi, chỉ cho mình bắt mắt mình thấy nó thích được rồi chứ không cần phải coi trọng quá vấn đề nó mạnh hay không mạnh. Được rồi các bạn ha. Được rồi, chúc bạn xem video vui vẻ và đừng quên bỏ mày một like cho chú Rồng này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn, chúc bạn một buổi cuối tuần thật là vui vẻ.